Chào các bạn, mời các bạn đến với bài học của chương 26. Đây là chương chúng ta học về Interpretation of Financial Statement. Ở chương này thì bài học của chúng ta sẽ có hai phần. Ở trong phần bài giảng thì mình sẽ chỉ giảng với các bạn về bản chất của các công thức. Còn sau đó thì các bạn sẽ làm, chúng ta sẽ làm bài tập và mình sẽ chữa bài tập liên quan đến phần tính toán các trị số. Như vậy thì không chỉ hiểu về bản chất mà các bạn có thể tính toán được. Nhưng mà ngược lại thì ở trong cái video này, để cho nó tiết kiệm cái thời lượng ấy, thì mình sẽ chỉ giảng về phân loại các cái chỉ số và cách tính ra thôi. Thì trước hết ấy, chúng ta nói về việc phân tích tài chính, về financial analysis, thì để hiểu rộng ra thì tại sao chúng ta lại học chỉ số ở đây. Bởi vì là khi mà chúng ta đưa ra các cái nhận định về tài chính thì trên cái cơ sở đầu tiên là trên cơ sở con số về tài chính đã, thì những cái chỉ số mà các bạn có thể tính toán cũng chưa chắc đã là đầy đủ, nhưng nó có thể giúp cho các bạn làm được hai cách phân tích. Thứ nhất là trend analysis, nghĩa là so sánh về xu hướng, để nhìn qua thời gian thì nó xu hướng nó thay đổi như thế nào. Xu hướng ở đây có thể được so sánh là năm trước và năm sau, trong vòng vài năm hay là cùng kỳ trong các năm. Thứ hai là so sánh giữa các công ty với nhau. Khi mà so sánh giữa các công ty với nhau ấy, thì mình lại phải so sánh ví dụ như là cùng một ngành nghề, hay là ví dụ như mình phải so sánh đã loại bỏ đi các cái yếu tố làm cho các công ty trở nên khác biệt. Vì thế nên là chúng ta chia ra thành các nhóm chỉ số rất là đơn giản. Các bạn hình dung đấy là một trong những quan tâm đầu tiên của nhà đầu tư, đấy là quan tâm về profit. Vậy thì chúng ta có nhóm chỉ số đầu tiên là nhóm chỉ số về profitability ratio. Thực ra là nói về phân tích báo cáo tài chính thì các bạn sẽ hình dung là chúng ta có mấy nhóm ạ. Một là profitability ratio, thứ hai là liquidity ratio, thứ ba là gearing ratio và thứ tư là investment ratio. Thì chúng ta có bốn nhóm như vậy, thì ở mức F3 chỉ có ba nhóm thôi, là profitability ratio và liquidity và gearing. Còn cái nhóm chỉ số mà liên quan đến investment ratio thì ở F7 mới học, đấy là chỉ số tính về P/E và chỉ số EPS. Thế thì ở đây chúng ta quay lại là profitability ratio, thì cái khái niệm đầu tiên ấy là cái khái niệm mà các bạn sẽ hay gặp nhất, mà cũng là cái khái niệm mà không được tính gì cả, nhìn trên báo cáo luôn, đấy là profit before tax. Mình muốn các bạn nhìn vào profit before tax ở một cái quan điểm, đấy là tại sao chúng ta lại loại bỏ thuế, loại bỏ cái chi phí thuế đi khi mà chúng ta dùng để so sánh hoặc là để phân tích. Bởi vì là giữa các công ty với nhau và ngành nghề khác nhau, và cũng như là các nước khác nhau, thì thuế suất và cái mức thuế là khác nhau, cho nên chúng ta loại bỏ phần thuế suất này đi, loại bỏ cái phần không gọi là không giống nhau giữa các công ty. Thứ hai là ngay cả bản thân trong một công ty thì chắc hẳn là các bạn cũng đã biết thuế, cái chi phí thuế thì được tính theo luật thuế, còn chi phí kế toán thì tính theo chuẩn mực kế toán. Cho nên nếu như ở đây chúng ta đang áp dụng chung một chuẩn mực kế toán chẳng hạn, thì chi phí thuế của các công ty có thể là cùng size với nhau, thậm chí là cùng một doanh thu tương tự nhau, nhưng mà số thuế phải nộp cũng khác nhau. Nó có thể do ảnh hưởng của ví dụ như là các incentive, các cái ưu đãi thuế, cũng có thể là do ảnh hưởng của các cái chi phí không hợp lý, không được trừ của các loại thuế chẳng hạn. Vì thế ở đây chúng ta nói rằng là chúng ta sẽ dùng profit before taxation. Thứ hai là chúng ta nói đến profit before interest and tax. Tại sao chúng ta lại loại bỏ thêm một lần nữa là loại bỏ interest? Bởi vì là như các bạn biết đấy, nếu mà long term capital chúng ta đầu tư, ví dụ chúng ta không chưa chúng ta đi vay dài hạn chẳng hạn, thì cái việc đi vay dài hạn và việc đầu tư vốn nhiều khi nó không có ranh giới nhiều lắm, bởi vì chúng ta cũng dùng vốn vay dài hạn để mua sắm tài sản cố định, vốn chúng ta cũng dùng để mua sắm tài sản cố định. Thế nhưng mà chúng ta lại phải bear một cái interest, và đặc biệt là giữa các công ty khác nhau thì rủi ro khác nhau, nên là interest cũng khác nhau. Vì vậy nên ở đây mình sẽ sử dụng một cái chỉ số để so sánh, đấy là profit before interest and tax. Và tính như thế nào thì các bạn sẽ dùng profit, đúng không ạ? Nếu như chúng ta cộng ngược lại phần tax, chúng ta có profit before tax, chúng ta cộng thêm phần interest, chúng ta có profit before interest and tax. Cái chỉ số rất hay gặp nữa và cũng quan trọng, đấy là return on capital employed, ROCE hay là return on capital employed, thì thể hiện cái tỷ lệ đầu tư mà tôi, khi mà tôi đầu tư vào vốn hoặc là long term investment vào đây, thì tôi sẽ thu được cái return như thế nào, lợi nhuận như thế nào. Ở đây có một cái thuật ngữ là capital employed. Capital employed ở đây được hiểu là phần vốn góp cộng với cả long term liability. Lý do tại sao là như mình vừa mới trình bày, đấy là long term liability khi mà tôi đã đi vay dài hạn thì cái việc sử dụng vốn vay dài hạn và sử dụng vốn góp ấy, gần như là chúng ta không có khoảng cách, và chúng ta đều coi đấy là phần vốn đầu tư của công ty. Thì capital employed được gọi là phần vốn đầu tư.
vậy thì tôi sẽ lấy profit before interest and tax chia cho capital employed nhân 100% thì sẽ ra return on capital employed. Là trong cái phần vốn đầu tư đấy thì khi đã đầu tư vào công ty thì tôi sẽ được return lại bao nhiêu đồng trên mỗi bao nhiêu phần trăm trên mỗi một đồng vốn đầu tư. Tương tự như là return on capital employed thì các bạn có return on equity ạ. Return on capital thì có vẻ như là nó sẽ làm giới hạn cái phần capital employed lại, nhưng mà chúng ta sẽ chỉ tính trên phần equity shareholders fund mà thôi. Nên các bạn sẽ lấy profit, nhưng mà với phần này thì vì chúng ta tính toán đến shareholder nên chúng ta sẽ lấy profit after tax and preference dividend trên equity shareholders fund. Vừa nãy chúng ta đang nói return on capital employed thì mình muốn break nó ra thành ảnh hưởng của hai phần. Thứ nhất là return on capital employed thì có thể bị ảnh hưởng đầu tiên là do profit margin, hay nói cách khác là return on capital employed tăng hoặc là giảm là do lợi nhuận chúng ta mang lại tăng hay giảm. Profit margin là gì? Chính là cái phần trăm mà profit before interest and tax chiếm bao nhiêu phần trăm đối với cả doanh thu. Ví dụ như là các bạn cũng nhìn thấy rằng là chúng ta có high và low profit tính trên sale đúng không ạ? Trong trường hợp mà profit của năm trước và năm sau profit margin tăng lên thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến return on capital employed sẽ tăng lên, bởi vì là lúc này thì cái lãi lợi nhuận thì nhiều hơn mà cái phần đầu tư của chúng ta thì vẫn như cũ. Lý do thứ hai mà có thể ảnh hưởng đến return on capital employed đấy là phần đầu tư, hay nói cách khác là asset turnover. Bởi vì nếu như đầu tư mà chỉ để tiền không thôi á, thì nó cũng không tạo ra lợi nhuận đâu ạ, mà nó sẽ phải đầu tư vào tài sản. Vì thế ở đây chúng ta tính cái asset turnover là quay vòng của tài sản. Được hiểu rằng là cái chỉ số asset turnover thì tính bằng sale chưa cho capital employed. Mà mình nhắc lại một lần nữa là capital employed về thực chất là các bạn đầu tư vào tài sản cố định. Thế nên là sale chưa cho capital employed được hiểu là chỉ số đo lường xem tài sản của công ty được dùng như thế nào để tạo ra sale có tốt hay không. Và cái chỉ số này càng lớn thì có nghĩa là mình quay vòng lăn càng nhiều lần. Thế thì ở đây chúng ta thấy nếu như chúng ta đầu tư vào nhiều nhưng mà không tạo ra được sale nhiều thì cái chỉ số này nó thấp đúng không ạ? Và do đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến return on capital employed. Ngoài ra thì các bạn còn có gross profit margin, net profit margin nữa. Thì mỗi cái margin này thì chỉ tính phần trăm thôi nên không khó. Thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là chúng ta sẽ so sánh những cái margin để so sánh giữa các năm, nghĩa là trend analysis. Ví dụ các bạn đang có hai cái thông tin, hai cái cột dữ liệu là năm thứ nhất và năm thứ hai. Trong đó revenue từ năm thứ nhất là 70.000 tăng lên ở năm thứ hai là 100.000. Gross profit năm thứ nhất là 28.000 tăng lên 45.000. Và net profit là 7.000 tăng lên 10.000. Thế thì mình thấy rằng là nếu như ở năm thứ nhất và năm thứ hai ấy, thì net profit đều là 10% cả. Nhưng đấy là ảnh hưởng của cái gì và nó tốt hay không tốt? Thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở năm thứ nhất ấy, thì gross profit là 28.000 chứ 70.000 là bằng 40%. Nhưng mà năm thứ hai ấy, thì gross profit lại là 45%. Như vậy chúng ta hiểu rằng là có nghĩa là gross profit margin không phải là nguyên nhân để làm cho net profit margin nó constant như thế, mà đây là nguyên nhân là do chúng ta tăng cái percentage of sale lên đúng không ạ? Và vì như thế nên là đây chúng ta quan tâm đấy là gross profit margin chúng ta đã improve được từ năm thứ nhất là 40% tăng lên là 45%, sale chúng ta cũng tăng lên đúng không ạ? Thế thì nếu như chúng ta tiết kiệm được chi phí thì net profit margin sẽ tăng lên tương ứng. Ở nhóm chỉ số thứ hai chúng ta cần quan tâm đấy là nhóm chỉ số về liquidity và gearing ratio. Thì trong liquidity và working capital ratio thì chúng ta có mấy cái là current ratio và quick ratio và một vài các cái period. Còn debt và gearing ratio thì chúng ta có debt ratio và gearing ratio, hoặc leverage và interest cover. Thì ở đây mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn là qua mấy cái chỉ số này, đối với cả liquidity và nghĩa là nhìn vào short term và long term ấy, thì chúng ta thấy rằng là nếu như các chỉ số tính về tính liquidity, tính thanh khoản thì mình sẽ dùng current liability, current asset. Thế còn đối với cả long term solvency, nghĩa là tỷ lệ nợ trên vốn, thì chúng ta sẽ dùng debt và gearing ratio. Thì debt ratio là concern nói đến việc là chúng ta đang vay bao nhiêu so với các tỷ lệ lãi. Bởi vì tại sao chúng ta lại quan tâm đến việc này? Nếu mà chúng ta đầu tư vào debt, nghĩa là chúng ta đang có nợ nhiều ấy, thì cũng có nghĩa là chúng ta đang rất là rủi ro, và nếu như chúng ta cần phải đi vay thêm thì chúng ta sẽ phải chịu lãi suất cao. Thứ hai là nếu như mà có vay như thế thì ở tỷ lệ nào là tỷ lệ vừa phải thì chúng ta sẽ tính cái chỉ số debt và gearing ratio. Đầu tiên là chúng ta tính debt ratio bằng cái tỷ lệ là total debt chia cho total asset để tính xem là trong toàn bộ tài sản chúng ta đã mua thì bao nhiêu là mua bằng nợ.
Tiền vay. Tiền vay ở đây được hiểu là tất cả các khoản nợ, kể cả ngắn hạn và dài hạn. Còn đối với cả gearing thì chúng ta lại quan tâm đến long term capital structure, nghĩa là mình sẽ tính tỷ lệ long term debt chia cho capital employed, nghĩa là trong tổng số vốn đầu tư thì bao nhiêu là vay dài hạn và bao nhiêu là vốn. Và ngược lại thì đối với cả leverage thì mình sẽ tính cái tỷ lệ shareholders equity chia cho capital employed để mình tính tương ứng. Thế thì gearing và leverage thực ra là một, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta chỉ đang tính là gearing thì đối với phần debt và leverage thì đối với phần equity mà thôi. Ngoài ra thì mình quan tâm thêm một chỉ số nữa là interest cover để tính cái khả năng mà từ profit chúng ta dùng để trang trải cho các khoản interest, thì mình sẽ tính interest cover bằng profit before interest and tax chia cho interest charge. Để chúng ta tính thử ạ, nếu như các bạn có 3 công ty ABC cùng có profit before interest and tax như nhau là 40, nhưng mà interest khác nhau là do tỷ lệ nợ vay của họ khác nhau, thì các bạn sẽ có profit after tax khác nhau. Bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy rằng là khi tôi tính interest cover thì bằng profit before interest and tax chia cho interest payable, thì ở công ty A với interest là với profit before interest and tax là 40.000 và interest là 10.000 thì tôi thấy là người ta có thể cover được 4 lần, đúng không ạ? Công ty B là 1,6 lần, công ty C là 1,33 lần. Ở B và C thì khá là thấp, chỉ có 1,33 đến 1,6 lần thôi. Cũng có nghĩa là shareholder nhìn vào đây phải hiểu một điều đấy là công ty B và C nếu mà có đi vay thì rất là khó khăn và sẽ bị đánh giá là khá rủi ro ấy. Cho nên là như công ty A thì là lành mạnh. Rồi, đến phần cuối thì mình muốn nói đến short term solvency và liquidity là các cái chỉ số về tính thanh khoản ấy ạ. Thì thanh khoản ở đây được hiểu là gì? Thanh khoản đấy được hiểu rằng là nếu như chúng ta mang hết tất cả tài sản ngắn hạn ra và trang trải cho các khoản nợ ngắn hạn thì chúng ta có đủ tiền để trả hay không. Bởi vì như thế nên mình sẽ có hai loại chỉ số để tính. Thứ nhất là current ratio, lấy current asset chia cho current liability. Nếu mà chỉ số này bằng 1 thì chúng ta hiểu rằng là current asset của mình bằng current liability, hay nói cách khác là nếu như tại một thời điểm tôi mang tất cả tài sản ngắn hạn ra và trang trải cho toàn bộ các cái khoản nợ ngắn hạn thì tôi cũng có một cái cân bằng, hay nói cách khác là tôi vẫn có thể trang trải được và không bị phá sản. Nhưng trong trường hợp mà current asset nhỏ hơn current liability thì chúng ta thấy là khá nguy hiểm, bởi vì nếu như trong một năm tới current liability mình phải trang trải nhưng mà tài sản mình có thể thu hồi trong một năm tới thì lại nhỏ hơn, thì có nghĩa là chúng ta sẽ không có tiền để trang trải các khoản nợ vay này, và tương ứng như thế có thể là mình sẽ phải dùng long term asset hoặc là mình có thể phải đi vay thêm, thì như thế là trường hợp đấy là nguy hiểm rồi. Và khi tính current asset trên current liability thì có một cái tình huống đấy là trong current asset thì lại bao gồm inventory, mà inventory có thể chiếm tỷ trọng khá lớn. Vậy thì nếu như tôi muốn biết là loại bỏ inventory ra khỏi ảnh hưởng của cái chỉ số này, hay nói cách khác là nếu như tôi chỉ lấy tài sản ngắn hạn bao gồm có tiền và phải thu thôi, các khoản phải thu thôi, thì tôi có đủ tiền để trả nợ các khoản current liability hay không, thì chúng ta sẽ dùng một chỉ số khác, đấy là quick ratio hoặc là acid test ratio. Thì quick ratio hay là acid test ratio thì chúng ta loại trừ inventory ra khỏi current asset, nên mình có công thức sẽ làm current asset trừ đi inventory, sau đó chia cho current liability. Như vậy các bạn đã đi qua ba nhóm chỉ số chính ở học ở môn F3, đấy là profitability ratio, liquidity ratio và gearing hoặc leverage ratio. Thì ở ba nhóm chỉ số này thì phần tùy là chúng ta học cái cách để tính toán, cũng như là ở bước đầu có thể nhìn thấy sự ảnh hưởng của các chỉ số đối với cả performance, về financial performance của công ty. Thì ở trong chương này thì các bạn sẽ dành thời gian để tập tính và để quen cả các công thức. Ở trong video này thì mình đã giới thiệu hết các công thức rồi, và bây giờ chúng ta chỉ có luyện tập để thuộc các công thức này, để nhớ công thức này, cũng như là hiểu hết ý nghĩa của nó, để chúng ta có thể nhìn thấy nguyên nhân hoặc là nhìn thấy ảnh hưởng của sự biến động của các chỉ số đối với cả financial performance của công ty mà thôi. Xin chân thành cảm ơn các bạn.